David, no! Ở chỗ này là cái vàng bắp nữ hoàng nhà Nhi. Này để Nhi kiểm tra thử nó được chưa. Wow, cool the ready. Để mẹ coi thử. Not ready yet. Yeah. Chưa có được. How are you doing, mommy? Hả? Cool, ready. Kẻ thù của cà chua. Trời ơi nó bự nha. Coi. Cái đầu của nó nè. Nó đang ăn luôn á. Con này năm nay cái đuôi nó màu đỏ. Mỗi năm là thường phải đạp nó bỏ. Tại vì không có nuôi gà. Bây giờ thì Nhi sẽ cho nó đi vô bụng của mấy con gà để coi con nào nó tranh được. Here you go. Con nào? Chưa thấy. Rồi con này. Ôi ơi, con gà trống, ăn đi con cho mập. Ủa chê hả? Rồi ăn vô. Nhìn. Ôi ơi. Mấy cái bà gà này thiệt tình. Gì không? Ok, here you go. Cái bà đó. Rồi luôn, cái bà. Dạ. Ghê vậy? Dành nha. Chú. Con đó mà dành dữ vậy? Dạ. I think that way, I think. Okay. I think.
Nhi hỏi ảnh là muốn đi đường này hay là đi đường này. Ảnh nói là ảnh nghĩ là ảnh nên đi đường này. Bây giờ thì hai mẹ con lại đi qua vườn trái cây. Anh này ảnh không có chịu ở nhà, ảnh ở không, ảnh chịu không yên. Mà cũng không có muốn cho ảnh coi video. Cho nên là ảnh đầu qua vườn trái cây với ba. Sẵn là Nhi sẽ quay cho cô chú anh chị coi là cái cách mà ảnh xả như ảnh làm cái vàng cho mâm xôi đen luôn nha. Làm cái vàng thì chưa có xong đâu, bữa nay thì mới để cái trụ cho trong cái lỗ ngày hôm qua mà ảnh khoan thôi. Còn khoảng thứ năm hay thứ sáu gì đó là mới lấy dây chì để mà nối lại với nhau, nối giữa cái cột với nhau rồi mới mới để cho cái cây mâm xôi á nó dựa lên đó. You never stop working. Even when I see you, I don't see you are working. Even when I don't see you are working. You never stop working. Waymaker. Promise. Keeper. In the darkness. Light in the darkness. My God. No, it sounds like the airplane. Okay. My God. My God. That is who you are. Rồi anh để mấy cột vô nè cô chú anh chị. Ở chỗ này là nguyên khu này là mâm xôi đen. Bây giờ anh đang đổ ba cái gì ta? Xi măng để cho nó chắc vô. Đây ba cái táo này thì mình không hái thì nó cũng rụng cô chú anh chị. À, trái lớn rồi nè. Cái này bị con gì nó ăn rồi nè. Giờ mình hái đi. Mai mốt nhà Nhi cũng đi ra đi tỉa. Này bị gì ạ? Đây nó còn non cô chú anh chị, cây nó vẫn chưa có đủ khỏe cho nên là trái nó sẽ rụng ha, hoặc là mình sẽ đi tỉa. Đây đây còn một trái bự nè. Còn dính nè. Ăn nha. Nói chung nó cũng còn xanh xanh, cái này đem vô mình chấm muối ớt cũng được. Cái này bự nè. Hái cái này đi. Nhi ăn thử cái này nha. Chua. Rồi bên đây là loại khác. Bên đây là táo xanh. Cái này ăn chấm muối thì ngon hơn. Cái trái này thì nó ngon hơn cái trái màu đỏ nãy. Có vị ngọt với chua. Cái chua ngọt ngọt. Đây là cái vàng cà chua nha. Nhi vừa mới làm hồi trưa nay. Nhi cái gì ta? Nhi cho nó lên ngang ở đây thử coi là nửa là nó có lớn nữa rồi nó có leo theo cái vàng mà mình làm gì ta, mình căng dây hay không. Đây Nhi làm thử năm nay coi thế nào, chứ không thì nó lớn nó cao lắm cô chú anh chị, rồi nó ngã mình cắt bỏ cái ngọn của nó thì cũng uổng đó. Nhìn cũng đẹp cũng được. Bây giờ thì Nhi đang thu hoạch ba cái cà chua ở đây. Cỡ này thì gần là mùa lạnh của chính chị. Cho nên là cũng nhanh tối lại rồi. Mỗi lần thì 8 giờ mới làm u. Bây giờ là mới có 7 giờ, 6 mấy 7 giờ làm u rồi đó. Là mình thấy là
chuẩn bị chuyển mùa đó.